Cặp chim này của ông anh Sài Gòn mới gửi cho mình nha anh em, hai mùa thuộc gửi sáng giờ, ý là bị lạc nữa đó. Chim còn lứa cả này nè, mới về tới luôn anh em, mới lấy luôn á, mới sang ra đổ nước cho uống luôn á. Hang mồi này thì quýnh bao địa hình luôn. Hang này hang mồi thuộc không nha anh em, nói chung chưa căng lửa hôm tay về đi một ngày một đêm rồi, ngày một đêm mà về gì thì quá ok luôn rồi đó anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ nha anh em, để qua Tết có nhiều nhiều clip hay nha anh em.